Thưa quý vị, ngành du lịch đang trên đà phục hồi. Đây là tín hiệu vui cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. Tuy nhiên, đi kèm với niềm vui là những nỗi lo khi nguồn nhân lực của ngành này đang thiếu hụt nghiêm trọng sau 2 năm đóng băng vì dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, đến nay thì hầu hết tất cả các hoạt động phục vụ du lịch tại địa bàn thành phố Đà Nẵng đều đã được phục hồi như trước khi có dịch. Với lượng khách có sự gia tăng mạnh mẽ trong thời gian gần đây thì việc khôi phục nguồn nhân lực du lịch đảm bảo cả về chất và lượng đang là vấn đề đặt ra. Tại cơ sở lưu trú này, nếu như trước khi có dịch, lượng nhân viên luôn duy trì ở con số trên 300, thì nay sau hơn 2 tháng mở cửa trở lại, mới chỉ có 1/3 lao động quay trở lại làm việc. Trước sự phục hồi khả quan của ngành du lịch, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ đồng loạt tái hoạt động, khiến cho nguồn nhân lực du lịch bị thiếu hụt trầm trọng. Sau khi mà khách sạn mở cửa trở lại thì cái công tác khôi phục nguồn nhân lực đang gặp rất nhiều khó khăn. Do sau cái đại dịch COVID-19 thì cái nguồn nhân lực người ta thay đổi, chuyển đổi ngành nghề. Bên cạnh đó, tất cả các khách sạn cũng như resort mở cửa đồng loạt để đón đầu cái mùa du lịch cao điểm với số lượng rất là lớn. Cho nên là nguồn nhân lực đang bị thiếu hụt rất trầm trọng. Nhằm giải quyết một phần bài toán về nguồn nhân lực, các doanh nghiệp đã kết nối với các cơ sở đào tạo nghề du lịch tại Đà Nẵng, tăng cường đưa sinh viên, học viên đến thực tập, làm việc thời vụ tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng. Du lịch từng bước phục hồi và nhu cầu về nguồn nhân lực tăng đột biến, khiến cho hoạt động đào tạo nghề du lịch trên địa bàn cũng sôi động trở lại. Nhiều trường nghề đã hút được lượng học viên quay trở lại học tập sau một thời gian dài trầm lắng vì dịch bệnh. Ngành du lịch dường như đã được khôi phục, thì đó là một cơ hội mà nó giúp cho cơ sở đào tạo là có cơ hội để đào tạo. Về phía phụ huynh học viên thì người ta cũng nhìn thấy cái nhu cầu đó để họ có thể cho con em mình đi học. Về phía doanh nghiệp thì như chúng tôi có bắt nhịp với doanh nghiệp thì chúng tôi phát hiện ra rằng là đa phần là 95% nhân lực tại các khu nghỉ mát khách sạn thì người ta đã những năm tháng qua thì người ta không có việc làm. Và một số lớn trong số đó thì chuyển đổi ngành nghề, cho nên nó dẫn đến một sự thiếu hụt rất lớn về nguồn nhân lực, bùng nổ một sự thiếu hụt. Và điều đó dẫn đến việc là cơ sở đào tạo phải có trách nhiệm trong việc mà cung cấp thật là nhanh, thật là sớm nhân lực để giúp cho các doanh nghiệp vượt qua khó khăn này. Phối hợp rất là chặt chẽ nhiều cái khách sạn, các cái nhà hàng cũng như là các cái công ty lữ hành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để cho và hợp tác từ khâu xây dựng chương trình đào tạo đến học và thực hành thực tập tại doanh nghiệp, tại khách sạn. Thì để cho các em có một cái kỹ năng nghề khi mà các em ra trường sẵn sàng đáp ứng được các công việc theo cái nhu cầu của cái doanh nghiệp đề ra. Du lịch được xác định là ngành kinh tế tổng hợp, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của thành phố Đà Nẵng. Trước nguy cơ thiếu hụt lao động, để giải quyết bài toán nhân sự cho ngành du lịch, Sở Du lịch thành phố cho biết đang đẩy mạnh kế hoạch phục hồi trên cơ sở phối hợp giữa chính quyền, nhà trường và doanh nghiệp, cũng như tham mưu thành phố các chính sách thu hút nhân sự trong lĩnh vực này quay trở lại làm việc. Theo các chuyên gia, việc khôi phục nguồn nhân lực cần được các địa phương chủ động triển khai sớm để không lỡ nhịp phục hồi của ngành du lịch, thậm chí có thể coi đây là cơ hội để nâng cao tính cạnh tranh của điểm đến khi du lịch hồi sinh.